Đây là buổi phỏng vấn về AutoCAD Therapy ở iCare Optometry tại Fountain Valley với bác sĩ James Trương. Chào em có thể giới thiệu sơ qua về tên của em được không? Dạ có, cái tên là em là An Vũ. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em 11 tuổi rồi. Trước khi làm AutoCAD em có lo lắng gì không? Con chỉ lo lắng có không nhìn được sau khi con làm. Rồi bây giờ em còn lo lắng gì nữa không? Không có. Em có biết cái độ của em trước khi làm AutoCAD không? Cái độ của con là 75 không với mặt trái là 2 con. Rồi em đeo AutoCAD được bao lâu rồi? 4 năm rồi. Em có nhớ là em có gặp khó khăn gì trong đêm đầu tiên không? Không có. Em có cần mắt kính sau đêm đầu tiên không? Không cần. Bây giờ em đã thấy được dòng nào trên bảng chữ rồi? 20. That's good. Em có thể cho chị biết một vài cái lợi ích của việc đeo AutoCAD trong những cái hoạt động hàng ngày của em được không? Con không phải đeo kính nữa. Rồi, em có làm sao em biết văn phòng ở đây làm AutoCAD? Bác sĩ nói mẹ con với con. Rồi em có định giới thiệu chương trình này cho những người khác không? Dạ có. Và hai anh của em cũng làm AutoCAD ở đây luôn phải không? Dạ có, tên... Em tên là gì? Em có thể giới thiệu tên được không? Em tên là Khải. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em là 15 tuổi. Rồi em tên là gì? Em tên là Sàn. Em bao nhiêu tuổi? 12 tuổi rồi. Rồi, trước khi chị kết thúc thì mấy em có muốn nói điều gì với bác sĩ James Trương không? Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Okay. Cảm ơn bác sĩ. Thank you.